cái nơi nữa sau cùng, và sau đó là ra sân bay đúng không? Dạ. Thế thì phải nói rằng là chuyến đi này mình cũng phải nói rằng là thay mặt là được ủy quyền của trưởng đoàn, phó đoàn, thì phó đoàn không có bí thư đoàn, thế thì là thấy rằng là chuyến đi này là tuyệt vời, đúng rồi, đúng rồi, ở đây rất tuyệt vời. Mà trong cái tuyệt vời này mình phải thấy rằng này, cái người ta gọi là đi ăn và chơi mà, vâng, và thăm cảnh thì nói là ăn chơi, là chơi thì chưa được, nhưng ăn ấy là tuyệt vời, ăn được rồi, dạ. Cảnh cũng là được, tuyệt vời, được. Thế mà mình cho là hai cái khúc ấy là đủ cho đoàn rồi, dạ. Đoàn thưởng thức thế là được. Ăn ở đây rất đa dạng, thế mà tỉa ra nhiều thứ rất đa dạng. Ăn sáng cũng là ngon, và ăn các cái bữa mình thay đổi là phải nói tốt. Thế thay mặt cho được ủy quyền thay mặt cho đoàn ấy, rất cảm ơn công ty, trước tiên là công ty du lịch, mà du lịch đã cử một hướng dẫn viên này, nhiệt tình, một tài xế này, hai người đều có những cái chức năng riêng nhưng mà đều là tuyệt vời. Rồi. Và chúng tôi sẽ hẹn vào bữa sau, nếu như có điều kiện nữa là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn. Dạ vâng, thì cũng rất là mong được gặp lại mọi người vào một dịp gần nhất ở thành phố biển Quy Nhơn này ạ. Hy vọng rằng sẽ có những cái dịp mà mọi người quay trở lại để trải nghiệm thêm những cái phần thú vị về thành phố biển này. Nghe ha. Dạ. Thế trưởng đoàn còn cái gì thì